Xin chào cả nhà. Hôm nay mình làm món cháo ăn với gà. Tại vì bây giờ do dịch Covid, mọi người bây giờ ăn phải tiết kiệm lại đồ ăn thế này. Đây là gà nè. Còn bây giờ đây là cháo nè. Đang chuẩn bị đun sôi. Mình ăn có như đây thôi. Bây giờ ngồi chờ cháo nó chín rồi sau đó mình bỏ vô đây ăn luôn cho nó nhanh. Còn đây là gian bếp của mình nè. Cháo bắt đầu cũng chín rồi. Bây giờ chuẩn bị đổ vô thôi. Đó, một tô cháo luôn. Khổng lồ luôn. Bây giờ mình lên đây ngồi ăn nha. Đó, một một tô cháo khổng lồ luôn, ăn cho đã. Còn bây giờ mình lấy tiêu nè. Lấy tiêu này ăn. Xin chào cả nhà, bây giờ mình ngồi ăn mà.
Ăn cháo với miếng gà ngon thiệt. Mình ăn xong số 6 rồi. Chúc cả nhà ngon miệng nha.